Con này là Lera Valencia, hàng Nhật, chạy pin ha. Nhìn vô là biết chạy pin rồi nè, hàng Nhật, mặt sapphire. Thì con này là size, con này size size 44 ha, bản nam, bản này dùng cho nam. Ngoại hình thì không còn keng lắm, ngoại hình thì nó cũng còn tương đối là mới. Để mình coi cấu hình nó ha, để từ từ nó bớt nhòe đã đó. Con này thì chống rỉ toàn diện, chống nước ở 53, 53 mà so với lại đơn vị của mình là 50 m, áp suất ở 50 m ha, chống nước chống rỉ. Thì con này chắc dây này là dây, dây này dây inox chứ không phải dây thép, không phải thép chống rỉ, mà con này dây inox size nam. Chạy pin, ngoại hình thì tương đối là đẹp, bóng lưỡng. Cái thứ này thì nó có chày xước gì đâu mà. Con này giá 1,3 triệu nha mọi người. Con này giá 1,3 triệu. Rồi, anh em nào có nhu cầu thì gọi cho mình. Thích chơi hàng bãi thì chơi mấy cái này, thích chơi hàng mới thì đi xuống dưới đây ha. Rồi, chào mọi người. Ngoại hình còn tương đối là keng lắm.